Rồi xin chào anh em nhé Thì hôm nay em review cho anh em tiếp là bộ DCD 796P2 Tương đương với một con 796 và một hai pin 5A, một sạc, một gió sách Rồi ok đây nha anh em Đây là một con 796 thân máy Hàng chính hãng bảo hành 3 năm là đây là một con khoan có búa ưu điểm của con này là nhẹ hơn con 996 anh em cầm một tay sử dụng gia đình tiền lợi khoan sắt khoan tường khoan gỗ phay nhẹ ok ngon lành phay gỗ phay sắt phay uh, tường và ưu điểm tiếp theo là nó có cấp chỉnh đèn nó khi anh em chỉnh ở mức sáng thì nó sáng như một cái đèn pin luôn đó là ưu điểm của dòng để watt mà các hãng hiện tại là không có đó. thì con này chính hai số số 1 số 2 số 1 tôi chậm số 2 tôi nhanh và uh, 13 cấp trượt thì con này sử dụng cấp trượt chứ không phải cấp ngắt đó. thì một số anh em thì lại thích cấp trượt hơn là cấp ngắt tại vì anh em bắt vít quen rồi anh em bắt vít tới đó là nó trượt cho nên là anh em bắn quen thì một số anh em lại thích dòng cấp trượt này đó. thì đi kèm với nó sẽ là hai pin 5A và một sạc 115 đó, sạc 115 là 4A, pin là 5A. Thì nhiều anh em chưa hiểu về pin sạc thì có thể liên hệ em em giải thích về pin sạc cho anh em nhé. Còn đây là em review cho anh em xem về combo này. Đó, anh em nào mà chưa hiểu về vấn đề pin sạc và máy thì anh em có thể liên hệ em em tư vấn thêm. Rồi, ok, đây là pin 5A. Thì dung lượng pin 5A này đối với con máy này anh em có thể xài liên tiếp, liên tục... À coi như là một ngày đối với pin 5A này anh em xài cho công trình thì có thể là kéo dài một ngày còn cục pin 5A này là anh em để xa cua trong trường hợp là ví dụ anh em lười sạc này kia hoặc là anh em xài cường độ cao ép tải nhiều thì nó mau hết pin hơn xíu thì anh em thiếu pin anh em có thể xa cua thì thời gian sạc của một cục pin như thế này á là anh em có thể sạc lên đến À, tầm 1 tiếng đồng hồ là sẽ đầy Còn thời gian xài thì anh em có thể xài trong vòng tầm 8 tiếng đó. Và số lần sạc của một cục pin như thế này thì anh em có thể sạc lên đến 600 đến 1 ngàn lần sạc Thì pin mới uh, xuống cấp, anh em lưu ý nha Tầm 6 lần, 600 lần đến 1 ngàn lần thì pin khi nó mới xuống cấp Thì nó sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm cho anh em là một đối một Cho nên anh em yên tâm sử dụng đối với pin sạc Đó còn đối với máy sẽ được bảo hành 3 năm rồi Ok đây là một con 796m2 ap2 à, anh em lưu ý, 796 p 2 thì bộ này hiện tại là bao gồm là một thân máy 2 pin5A và một cái sạc 115 thì một bộ như thế này đang có giá là 5 triệu đồng đó 5 triệu đồng cho một bộ như thế này thì đối với bộ này 5 triệu anh em quan tâm thì có thể liên hệ em bao gồm một thân máy 2 pin5A và một sạc giá 5 triệu rồi Ok test cho anh em xem đó thì con này anh em lưu ý này à, vòng tua của nó hiện tại là con này vòng tua là lên đến uh, 2.000 vòng trên một phút, nó anh em lưu ý nhé, con này là 2.000 vòng trên một phút, thì thường thường một cái con này trung đa số là nó sẽ là tầm 1 vòng, nhưng mà con này đặt lên đến 2.000 vòng thì rất là nhanh rồi nha anh em. tua nhanh thì nó sẽ kêu cái phần nhông khi anh em thắng gấp anh em lưu ý nhé tua chậm thì không bình thường con con khoan mà nằm ở tua nhanh thường thường nó sẽ thắng nó kêu Đó, nó kêu phần nhông đập cái là nó dừng và con này thì đầu của nó là đầu kẹp kim loại 13 ly đây auto lock kim loại 13 ly thì hiện tại bên em là có bán cả đầu đầu auto lock của con này dành cho những anh em nào mà đang sử dụng khoan 13 ly anh em muốn thay thay đầu thì anh em có thể mua đầu kim loại của con này hiện tại em có sẵn đó đối với những anh em nào mà đang xài những con khoan 13 ly mà anh em muốn thay cái đầu sắt kim loại như con này thì anh em có thể mua đầu này nhá thì hiện tại đầu này em có sẵn đối với những anh em nào mà vặn uh, ốc nhựa này kia thì anh em để ở số 1 thì uh, nó sẽ trượt Đó. khi anh em vặn vào đồ nặng như thế này nó sẽ trượt như thế này thì anh em có thể là không bị tuôn uh, con ốc còn những anh em nào mà bán ốc lớn hơn xíu thì anh em để ở số 3. Đó. Đó, đến đồ nặng của nó nó sẽ trượt Đó. Đó, đối với bộ này thì được bảo hành lên đến uh, 3 năm thì anh em yên tâm mà sử dụng luôn. Đó, hàng chính hãng. Bảo hành lên đến 3 năm. Một máy hai pin 5A, một sạc, một gió sách giá 5 triệu. Đó anh em nào quan tâm bộ này thì có thể liên hệ em. Ưu điểm của con 796 này so với con uh, XBH12 mà dòng của Magita thì hai con này là cùng phân khúc nhưng mà trong phân khúc của nó thì con này sẽ nhỉnh hơn Magita XBH12 rất là nhiều luôn. Nhưng mà giá XBH12 hiện tại nó lại cao hơn bộ này Anh em nói ý nhá XBH12 lại cao hơn bộ này nhiều Nhưng mà Bộ này nó sẽ nhỉnh hơn Trong cùng phân khúc Thì nhỉnh hơn thứ nhất là hay nhỉnh hơn về đèn này Có 3 cấp chỉnh đèn này Thì thường thường một con khoan bình thường Thì nó chỉ có đèn sáng thôi Chứ nó không có cấp chỉnh đèn như thế này Thì chỉnh đèn như thế này Thì nó tương đương với một cái đèn pin luôn Đó để anh em ban đêm em anh em soi sáng được luôn đó thì ở công trường mà không có điện thì anh em có vấn là bình thường rồi đó là ưu điểm thứ nhất ưu điểm thứ hai so với dòng XBH 12 cùng phân khúc như của Makita như sau đó là đầu kim loại <laughs> một số anh em mua Makita XBH 12 anh em sẽ mua cái đầu kim loại này anh em thay thế vào cho nó xịn hơn đó là ưu điểm của con này mà XBH 12 đang là sử dụng đầu nhựa rồi ưu điểm thứ ba là đối với con này thì độ bền nó sẽ cao hơn con XBH12 rất là nhiều luôn là so về độ bền. Đó. Thì nếu mà anh em cùng xài con này và cùng một con XBH12 mà xài cùng một công trình gọi là ví dụ anh em làm cùng công trình với nhau mua hai bộ thì anh em mua bộ này chắc chắn là nó độ bền sẽ cao hơn là bộ XBH12 của Makita rất là nhiều luôn. Đó là ưu điểm của nó. Đó. Rồi ok vòng tua là 2000 vòng và lực siết tầm 70 Newton đối với con này. Thì anh em sử dụng để khoan sắt, khoan tường, khoan gỗ này kia là của công trình là tẹt ga. Anh em xài gia đình thì có thể là mua một pin cho nó rẻ tiền lại không cần phải mua hai pin. Còn đây là một bộ hai pin một sạc dành cho những anh em nào công trình. Tại vì những anh em mà xài công trình thường thường anh em sẽ mua nhiều máy và mua nhiều máy thì anh em mua trước hai pin một sạc cũng được và sau này chỉ cần mua thêm con vít con mài này kia thêm Đó, một bộ như thế này thì đừng được cái gió sách này thì anh em sẽ đừng được thêm một con mài và một con vít nữa nếu mà anh em mua một bộ khoan vít mài để anh em sử dụng thì anh em có thể mua thêm vít mài rồi ok nha anh em đây là một combo của nó giá 5 triệu bao gồm một máy hai pin 5A, một sạc anh em nào quan tâm đến bộ này thì có thể liên hệ em qua số điện thoại trên trên phần mô tả nha anh em em có để số điện thoại thông tin địa chỉ trên phần mô tả anh em click vào cái phần tiêu đề nó sẽ ra cái phần miêu tả của video và trong đó em có ghi thông tin đầy đủ anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh của em còn anh em nào xem video thì ủng hộ em một like rồi cảm ơn anh em túi của đề quát có bán sẵn em có sẵn một 100 một cái túi anh em nào quan tâm đến mua túi của đề thì liên hệ em rồi cảm ơn anh em